Sáng ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Hoài Thảo, sinh năm 1991, ở khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân, về tội trộm cắp tài sản. Theo cố trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, Đặng Quài Thảo là người chuyển giới nữ, hành nghề mại dâm, khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2022, điều khiển xe mô tô đến đường Tân Lộ Kiều Lương, gặp Quỳnh Phúc Khang, thỏa thuận giá mua bán dâm tại nhà nghỉ ở phường Núi Sam, sau khi thuê phòng, Khang đi vệ sinh, để điện thoại di động iPhone 11 trong túi áo khoác để bên ngoài. Thảo phát hiện, lén lấy điện thoại của Khang, nhanh chóng thanh toán tiền phòng rồi bỏ đi. Sau khi phát hiện mất trộm điện thoại, Khang cho Nguyễn Thị Bích Sang là bạn của Khang biết và trình báo công an. Sau đó, Sang nhắn tin liên lạc với Thảo qua Messenger điện thoại của Khang, thỏa thuận xin chuột lại điện thoại với giá 3 triệu đồng và hẹn địa điểm giao nhận tại siêu thị Tứ Sơn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày vừa đến siêu thị Tứ Sơn, thấy lực lượng công an biết bị phát hiện, Thảo tự nguyện đầu thú, giao nộp điện thoại đã lấy trộm. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ của bản cáo trạng, Đặng Quay Thảo đã có hành vi trộm cắp điện thoại di động của Quỳnh Phúc Khang trị giá 8 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Theo quy định tại khoản 1 điều 173 của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quay Thảo 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.